we start teaching now. Bây giờ chúng ta bắt đầu trong cái loạt bài giảng của chúng ta. Yeah, we yesterday we finished teaching on Philippians chapter 2. Ngày hôm qua chúng ta dừng lại trong cái phần chúng ta nói về Philip chương số 2. We're talking about the quality of blamelessness. Chúng ta nói về những cái tiêu chuẩn cần phải có để chúng ta đạt được cái điều mà Kinh Thánh gọi là không chỗ trách được, hay còn gọi là thanh sạch. Because one command to Abraham is to walk before him, before God, and to be blameless. Bởi vì một trong những cái mạng lệnh mà Chúa truyền cho Abraham đó là hãy bước đi trước mặt Đức Chúa Trời và sống một đời sống không chỗ trách được. Yeah, we find this quality of blamelessness is a very important quality because it is a quality that is expected of a bishop or a servant of God. Và chúng ta hiểu được rằng là cái phẩm chất hay là cái tiêu chuẩn về việc không chỗ trách được là một tiêu chuẩn rất là quan trọng, là bởi vì đây là một trong những tiêu chuẩn mà Chúa đặt ra cho một người làm giám mục, hay còn gọi là một người được gọi là tôi tớ của Đức Chúa Trời. When we read the Bible, we talk about the qualification of a bishop or a deacon, it is something for us to also want to develop because it is something very godly, something we need to follow. Và khi chúng ta đọc trong Kinh Thánh mà chúng ta thấy những cái chỗ nói về những cái tiêu chuẩn dành cho giám mục hay dành cho chấp sự, thì đó cũng là điều dành cho mỗi người trong chúng ta nữa, là bởi vì đó là những điều thuộc về phẩm chất tinh kính, những phẩm chất đẹp lòng Chúa mà Chúa cũng muốn chúng ta phải bước theo, phải áp dụng cho đời sống của mình. And then you also find, based on Philippians chapter 2, the quality of blamelessness always comes with the word innocence or harmlessness. Rồi bây giờ cái từ ngữ mà không chỗ trách được ở tại đây á, trong sách Philip thì cũng bàn đến cái từ ngữ đó, nó mang ý nghĩa là thanh sạch, hay là nghĩa là một cái người mà vô tội, không có gọi là ngây thơ đối với những cái điều xấu xa, không nghĩ đến điều xấu xa gian ác. Yeah. And this second quality of innocence or blameless harmlessness will cause us to defeat Satan, crushing him under our feet. Và nhờ có cái tiêu chuẩn đó là thanh sạch hay là không chỗ trách được hay là đơn sơ đối với điều ác như vậy, thì giờ đó thì chúng ta kinh nghiệm được cái lời Chúa hứa với chúng ta, đó là chúng ta thấy quỷ Satan bị dây đạp dưới chân chúng ta. These two qualities come if we don't murmur against God, we don't murmur against one another, we don't murmur against what is God, the world is doing, going through. Yeah. Điều đó nó đòi hỏi để được điều đó nó đòi hỏi trước đó chúng ta phải thỏa mãn cái điều kỳ, đó là gì? Chúng ta phải là không có cằn nhằn, không có lầm bầm, dù là đối với Chúa hoặc là đối với nhau hoặc là đối với những điều đã xảy ra xung quanh trong thế giới chúng ta. And one of the sin of the children of Israel when they're wandering the wilderness is this sin of murmuring against God, murmuring against their situation they're in. Và một trong những cái tội lỗi mà khiến cho dân Israel lang thang trong đồng vắng và không được vào hưởng xứ hứa, đó là bởi vì cớ họ lầm bầm than vãn đối với Chúa, họ lầm bầm than vãn trong cái lúc mà ở lang thang như vậy. And therefore they are not able to enter the promised land. Bởi cái đó nên họ không có thể vào và hưởng được cái xứ hứa mà Chúa đã dành cho họ. The promised land is all their inheritance, but they could not enter. One of the sins is murmuring against God and the situation. Sứ hứa Chúa ban cho họ là cái điều mà mọi điều tốt đẹp mà Chúa dành sẵn cho họ, nhưng mà họ không được hưởng sứ hứa đó là bởi vì cớ họ đã lầm bầm, họ đã than vãn, họ đã cằn nhằn miết. And I find that Caleb, the Bible says he got a different spirit from the rest of the children of Israel. Và tôi cũng tìm thấy được trong Kinh Thánh nói về Caleb là một người có một cái tinh thần, một thái độ rất là khác so với tất cả những người còn lại trong con dân Israel. So we can conclude that Caleb has a person who does, he's blameless and he doesn't murmur. Vậy nên chúng ta có thể đưa ra kết luận rằng là Caleb là một con người mà đạt được cái tiêu chuẩn này, đó là ông không có lầm bầm, ông không có than phiền, và ông sống một đời sống không chỗ trách được trước mặt Chúa. And therefore he's able to conquer Mount Hebron, which is the highest inheritance we can have, communion with God. Đó là bởi vì lý do vì sao mà ông có thể chiếm được cái vùng núi cao nhất là núi the mountain named Hebron. Vùng núi Hebron như vậy, và đó là cái chữ Hebron đó mang ý nghĩa nói về cái mối tương giao mật thiết giữa chúng ta có được với Đức Chúa Trời.
For those who have not heard this before, Hebron means communion, means fellowship. Yeah. Yeah, đối với những người trong quý vị chưa từng nghe cái phần chia sẻ trước đây thì tôi nhắc lại đó là Hebron ở tại đây là hình ảnh để nói về cái mối thông công, mối tương giao giữa mình mật thiết với Chúa. And God calls us to the highest gift of the highest aspect of salvation is fellowship with God, friend with God. Và Chúa ngài kêu gọi chúng ta đạt được một cái giống như cái cơ nghiệp cao cả nhất ở trên đời sau chúng ta, đó là khi mà chúng ta có một cái mối thông công mật thiết gần gũi đối với Chúa. When you can have fellowship with God, you can have dominion. Hallelujah. Một khi mà anh chị em có mối thông công mật thiết gần gũi với Chúa như vậy thì bởi đó anh chị em có thể thực thi cái quyền cai trị mà Chúa ban cho. In the time of Moses, only the high priest can once a year come in the presence of the holy God. Vào trong thời của Moses như vậy thì chỉ có thầy tế lễ thượng phẩm một năm một lần mới được vào trong nơi chí thánh ở trong sự hiện diện của Chúa mà thôi. But today by the blood of the Lamb we can enter to receive, to come to the throne of grace to receive mercy and to find grace. Nhưng mà ngày hôm nay là nhờ ơn điển lòng thương xót của Chúa nên chúng ta có thể dạng dĩ đến gần ngay ơn điển của Chúa và tại đó chúng ta nhận được sự thương xót và tìm ơn điển để giúp đỡ chúng ta trong lúc có cần. So the way is open for us, but we need to realize this is the utmost important part of salvation, communion with God. Thầy đã cánh cửa hay cái con đường mà Chúa đã mở ra để dành sẵn chúng ta rồi, nhưng mà chúng ta hiểu được rằng là cái cách mà để chúng ta có thể hưởng được cơ nghiệp Chúa ban chúng ta một cách đầy đủ đó là thông qua cái mối tương giao, mối thông công mật thiết giữa chúng ta với Chúa. Therefore you find when you in the presence of God that there is the fullness of joy and that you are able to receive impartation from him. Đó là lý do vì sao mà nhiều khi anh chị em kinh nghiệm được là ở trong sự hiện diện của Chúa, trước mặt Chúa có chọn sự khoái lạc và bởi cái đó chúng ta có thể hưởng lấy được cái những sự truyền giao truyền tải từ nơi Chúa đến trên đời sống chúng ta. You have a word in season to those who are weary. Bởi cái đó chúng ta cũng có lời phải thì phải lúc từ nơi Chúa đó cho những người đang sống trong sự mòn mỏi, sống trong sự sờn lòng. So the more time you spend with the Lord, the more able your ears able to hear what the Spirit is speaking. Rằng anh chị em càng dành nhiều thời gian với Chúa như vậy thì anh chị em càng có thể lắng nghe cách rõ ràng hơn về những gì mà Chúa đang phán với lòng với tai anh chị em. Amen. That's why Caleb was very smart. He wanted the best thing. That is Hebron. Đó lý do vì sao ông Caleb này ông rất là thông minh đúng không nào? Ông muốn cái núi Horeb là cái nơi mà tốt nhất, đó là cái nơi mà Chúa dành cho. Like every inheritance với Chúa. Every inheritance we receive from God, we must go and possess. We must go and dispossess the enemy who is holding these promises of God in our life. Và trong tất cả những mọi điều mà Chúa ban chúng ta như là cơ nghiệp, là sứ hứa thì đòi chúng ta cần phải tiến vào để chiếm lấy, để đoạt lấy, để nhận lấy làm cơ nghiệp dành cho đời sống chúng ta. Yeah. To able to come to the presence of God, we need to live a holy life. We need to live a life of blamelessness. Để sống một đời sống không chỗ trách được như vậy thì chúng ta cần phải sống một đời sống thánh khiết. Chúng ta cần phải sống một đời sống mà không chỗ trách được như vậy thì chúng ta sẽ hưởng được cái mối thông công ngọt ngào với Chúa. Amen. So you learn from Abraham to be blameless, walk before God. Hallelujah. Nơi chúng ta học nơi Abraham là một người không chịu trách được và bước đi trước mặt Đức Chúa Trời. Amen. And let's go to now that besides Philippians chapter 2, 1 Timothy chapter 6 also gives us the key to obtain blamelessness. Vậy thì bên cạnh sách Philip đoạn số 2 thì Timothy nhất chương số 6 cũng cho chúng ta thấy được cái chìa khóa, cái bí quyết để bởi đó chúng ta sống một đời sống không chịu trách được. Yeah, let's read 1 Timothy chapter 6 verse 14. Bây giờ chúng ta cùng xem với nhau đi. Timothy nhất chương số 6 câu 14. We give us that I insist that until our Lord Jesus Christ appear, you obey this command completely that you cannot be blamed for doing anything wrong. Ở đây lời Chúa nói rằng là phải giữ cái điều răn dạy này một cách trọn vẹn, không chỗ trách được cho đến ngày Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ hiện đến. So if you obey, 14 says, if you obey this command completely,
you will become blameless. Thành ra ở đây lời Chúa cho mình biết là nếu mình vâng theo mạng lệnh của Chúa đó, thì mình cần phải sống một đời đời sống không chỗ trách được. And what is this command? Where is it found? Vậy thì ở đây đó điều răn này á, thì cái điều răn này là điều răn gì đây? Yeah, it is found in verse 11 and verse 12. Thì cái câu 14 thì nó điều răn này, thì điều răn đó được tìm thấy trong câu số 11, 12. You men of God must avoid these things. Pursue what is God approved or godly life, faith, love, endurance, gentleness. Fight a good fight of faith for the Christian faith. Take hold of everlasting life to which you were called and about which you are make a good testimony in front of many witnesses. Câu 11, 12 nói rằng là như hỡi con là người của Đức Chúa Trời, hãy sách tránh xa những điều đó và tìm kiếm điều công chính, tinh kính, đức tin, yêu thương, kiên nhẫn, mềm mại. Hãy vì đức tin mà chiến đấu dũng cảm, giành lấy sự sống đời đời, là sự sống mà con đã được gọi đến. Và vì những lời đó mà có lời tuyên xưng tốt đẹp trước mặt nhiều nhân chứng. Yeah. So when we talk, last time we already learned how to have to flee. Trong tháng trước thì chúng ta có nói với nhau về việc tránh xa tại đây, hay còn gọi là cao chạy xa bay khỏi á, nó là cái gì? The word flee, not just to run away, but also to fly away, to vanish. Cái từ ngữ tránh xa tại đây nó không chỉ là chạy xa khỏi, nhưng mà giống như là bay xa khỏi luôn, chứ không phải chỉ là chạy mà thôi. In other words, you disappear the moment they disappear from all these things that mentioned in the 1 Timothy chapter 6. Điều đó có nghĩa là gì? Mình giống như là mình biến mất á. Khi mà những cái điều mà liệt kê mà mình cần phải tránh xa trong Timothy nhất đoạn số 6 á, thì khi mình gặp, mình đụng những cái chuyện đó là mình cao chạy xa bay khỏi tất cả những điều này. Yeah. The 1 Timothy chapter 6 verse 3 to 10 talk about false teachers and false teaching. Ở trong Timothy nhất chương số 6 câu 3 đến câu số 5 cho mình biết là liên quan đến giáo sư giả và giáo lý giả, hay là mình hay còn gọi là tà thuyết á. So we need to flee from false teachers and false teaching. Vì vậy nên chúng ta cần phải cao chạy xa bay khỏi những cái giáo sư giả cũng như là những cái tà thuyết, những cái giáo lý sai trật. In the time of Paul, false teachers, they were after money. Và thời của sứ đồ Phaolô, những cái giáo sư giả này á, là họ chỉ chạy theo tiền tài mà thôi. Same thing today, there are many false teachers today, what they want is your money. Cũng giống như vậy thôi, thì ngày hôm nay nhiều giáo sư giả đó, tất cả gì họ muốn là tiền bạc của anh chị em. They are the one who stir up your fleshly desire to want things the world is offering. Họ sẽ gọi là khơi dậy hay là giống như kích động cái khao khát thèm muốn xác thịt của anh chị em là những cái điều mà những người thế gian đó họ đang tìm kiếm và đang đeo đuổi. So when you start listening to the false teachers and their false teaching, slowly but surely you'll be drifting away from the faith God has been teaching us. Vậy nên khi mình cứ lắng nghe những giáo sư giả và lắng nghe những cái giáo lý giả này thường xuyên như vậy thì á, thì cái từng bước và chắc chắn á, là anh chị em sẽ lìa bỏ khỏi cái đức tin mà anh chị em có được nơi Chúa. So do not have what we call in English the herd mentality. Follow what people are doing. They say, this is a good teacher. You don't even check. You just say, it's good. And you follow. Thì anh chị em đừng có chạy theo cái, ở trong tiếng Việt cũng có cái từ tương đương á, gọi là tâm lý bầy đàn. Tâm lý bầy đàn có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình chạy theo số đông. Mình thấy rằng là nhiều người chạy theo một cái diễn giả nào đó, một cái chức vụ nào đó, thế là mình theo tâm lý bầy đàn, mình chạy theo cái chức vụ đó, nghĩa là mình không có kiểm tra, mình không có tra xét một cách kỹ lưỡng mà mình cứ chạy theo, mình hùa theo. And the false teachers, they have following. They're not the followers of the false teachers are also in the church today. Và anh chị em cần phải nhận ra được rằng là những cái giáo sư giả đó là họ cũng ở trong các hội thánh về đây. Amen. They always say what the pastor so and so say. They never say what the Bible say. Họ thì lúc nào cũng trích ra ông mục sư đó nói như thế này, ông mục sư kia nói như thế này thế kia, nhưng mà họ không thực sự nói là kinh thánh thực sự nói cái gì. We must always ask, what does the Bible say? Chúng ta cần phải luôn luôn tự hỏi rằng là kinh thánh thật sự nói gì về điều đó. Therefore, we need to know the Word of God. Và bởi cái đó nên chúng ta cần phải thật sự biết ra lời của Đức Chúa Trời phải gì.
Amen. So if any teaching that stir your heart away from God towards things, be very careful. Vậy nên bất cứ sự giảng dạy nào mà nó làm kích động cảm xúc chúng ta, tấm lòng chúng ta để chúng ta xoay khỏi Chúa mà chúng ta chạy theo cái điều này điều kia là chúng ta cần phải rất là cẩn trọng liên quan sự dạy dỗ đó. The teacher of truth that always point you back to God, always point back to the character of God, that's holiness. Những cái giáo sư thật, những cái người mà chức vụ thật đó là họ luôn luôn hướng anh chị em đến với Chúa và hướng anh chị em đến một cái đời sống thật sự thánh khiết. Amen. So you can distinguish what is real, what is false teaching, and what is true teaching. Vậy nên anh chị em có thể phân biệt ra được là đâu là cái giáo sư thật, đâu là sự giảng dạy thật và đâu là giáo sư giả, đâu là sự giảng dạy giả sai chật. First Timothy 6 verse 9 describe the people who want to get rich quick. Và ở đây trong câu số 9, đoạn số 6 câu số 9 đó, nói rằng là những người mà ham giàu có thì rơi vào sự cám dỗ. Ở đây đang nói đến những cái người mà họ thích những cái gọi là những cái chiêu làm sao để kiếm tiền thật là mau chóng, là những cái mẹo để kiếm tiền mau. And they fall into traps will lead to their destruction. Và những cái người chạy theo những cái kế sách làm giàu này đó thì những người này sẽ mắc vào cái cạm bẫy và xa vào những ham muốn dại dột và nguy hại. And they may depart from the faith. Và những người này có thể lìa bỏ khỏi đức tin. Because they may taught a false picture about God, therefore when God doesn't appear to what they were told, therefore they just depart from the faith. Bởi vì họ được giảng dạy cái sai chật về Đức Chúa Trời và bởi cái đó Chúa đâu có xác chứng đâu, Chúa đâu có biểu lộ chính Ngài ra theo như cái sự dạy dỗ sai chật mà họ đã nhận về Đức Chúa Trời, và bởi vì cái đó nên họ thất vọng và họ lìa bỏ khỏi đức tin luôn, họ bỏ Chúa luôn bởi vì họ thất vọng về Chúa. In the Bible, the Lord Jesus taught us that four types of soil, that four types of soil. Ở trong Kinh Thánh thì Chúa Giêsu đã từng kể ẩn dụ về bốn loại mảnh đất. So those who hear the false teaching and false teachers could be the soil of rocky ground and with thorny ground. Vậy thì những cái người mà lắng nghe những giáo sư giả cũng như là những cái giáo lý sai chật giảng dạy như vậy á, thì những cái dạng người đó có thể rơi vào tình trạng là mảnh đất gai góc và mảnh đất đá sỏi. So for us, we want to follow the Lord. We must flee from people who are covetous. Nên chúng ta là những người thật sự muốn đi theo Chúa, chúng ta cần phải chạy xa khỏi những cái kẻ mà tham lam tiền bạc. Yeah, we know from the Bible very clear, we can be influenced by the people we associate with. Chúng ta biết rất là rõ gì trên lời của Chúa nói với chúng ta rằng là chúng ta rất là dễ bị tác động bởi những cái người mà chúng ta có cái mối liên lạc với họ hay là có những cái sự hiệp thông với họ, thì chúng ta dễ bị tác động bởi những người đó. Therefore in Psalms chapter 1 we are told, blessed is the man who do not sit with the scornful, nor we stand in the path of the sinners. Giống như lời của Chúa trong Thi Thiên số 1, cho chúng ta biết rằng là gì? Phước cho người nào chẳng đi theo mưu kế của kẻ ác, không đứng trong đường tội nhân và không ngồi chỗ của kẻ dạo bán. Yeah, because both sinners and both scorners will affect our heart and we will follow their direction. Bởi vì những cái kẻ được nói đến là kẻ tội nhân và kẻ nhạo báng đó đều có cái sự tác động cái tiêu cực ở nơi tấm lòng chúng ta và có cái khuynh hướng lôi kéo chúng ta đi theo cái đường lối, cái con đường của họ. Similarly, if you want to be holy or wise, walk among the holy people, among the wise people. Cũng giống như vậy, tương tự như vậy thôi. Nếu anh chị em muốn sống một đời sống thánh khiết và anh chị em muốn sống một đời sống khôn ngoan thì anh chị em cần phải sống giữa vòng, gần gũi với những cái người thánh khiết và khôn ngoan. Amen. And First Timothy chapter 6 verse 1 is an exhortation to bond servant. Và rồi ở trong Timothy nhất đoạn số 6 thì cũng có sự khích lệ dành cho những nô lệ ở trong nhà chủ. It's applicable today when you are working for a company. Điều này cũng áp dụng cho đời sống chúng ta ngày nay khi chúng ta làm việc cho một cái công ty nào đó. Also it's applicable you're working for a ministry. Và điều này cũng áp dụng cho đời sống chúng ta ngày nay khi chúng ta làm việc cho công tác phục vụ Chúa. The verse 1 talk about honoring their non-believing masters. Thì ở đây có nói đến việc là chúng ta cũng cần phải rất kính trọng đối với những cái người chủ mà chưa có tin Chúa. So no one, there's no master can speak evil of God's name and the teaching that we are following.
Để rồi không có một cái người chủ nào cũng như là không có một ai có thể nói xấu liên quan đến những cái giáo lý mà chúng ta đã tiếp nhận, gọi là giáo lý chân chính mà chúng ta tiếp nhận nơi Chúa. It means today we are not supposed to be just only Sunday Christian, we are supposed to Monday to Sunday Christian. Thành ra điều đó có nghĩa là ngày hôm nay chúng ta không chỉ là tín đồ giữ lễ hay còn gọi là cơ đốc nhân ngày Chủ nhật mà thôi, nhưng mà chúng ta cần phải là tín hữu, người tin Chúa, môn đồ của Chúa, đi theo Chúa từ thứ hai cho đến Chủ nhật luôn. So no one can stumble because of your bad behavior, because you misbehave on other day other than Sunday. Để rồi không có ai có thể bị vấp phạm vì có những cái hành vi, những cái lối sống không có tốt đẹp của mình. Bởi vì sao? Bởi vì có mình áp dụng một đời sống cơ đốc đàng hoàng, chuẩn mực từ cả thứ hai cho đến thứ Chủ nhật luôn. Chứ không phải là Chủ nhật thì mình có vẻ rất là tinh kính, còn mấy ngày còn lại trong tuần là mình sống bừa bãi. We must really jealous of the name of God. Có nghĩa là say again, please. We must be always jealous for the name of God, not to be downtrodden by people. We must always hold the name of God in honor by our life. Chúng ta phải luôn luôn giữ một cái thái độ đó là tôn cao danh của Chúa, trong sự gọi là hết lòng, hết sức để tôn cao danh của Chúa trong đời sống chúng ta, và không có để bất cứ ai xúc phạm đến danh cao quý của Chúa mà chúng ta đang mang lấy danh của Ngài. Yeah, I remember once upon there was this brother, Christian brother, businessman. Tôi nhớ cách đây một thời gian thì có một cái anh đó là cơ đốc nhân, anh này cũng là một thương gia. He employed some Christian to be working in his company. Anh này cũng thuê một số cơ đốc nhân khác cũng làm việc cho công ty của mình. In this company they also non-Christian. Và tất nhiên là trong cái công ty đó cũng có những cái người chưa tin Chúa nữa. One day this one of the Christian brother resigned from the company. Một ngày kia thì cái anh gọi là cơ đốc nhân và trong công ty đó ảnh từ chức, ảnh xin nghỉ việc. It was discovered that some money was missing. Thì lúc anh làm như vậy thì anh mới nhận ra một cái chi tiết rằng là có một số cái khoản tiền trong công ty đó bị thâm thục, nó bị mất. Instead of making a fuss about it, this Christian boss decided to put his own money into the company so that no one can say can blame the name of God. Anh này đã quyết định gì? Anh này đã tự móc tiền túi của mình ra để anh này bù lỗ vô cái khoản tiền thâm thục của công ty, bởi vì anh này không muốn cho bất cứ ai trong công ty đó có cơ hội để gọi là làm xúc phạm hay là làm tổn hại đến danh của Chúa là danh cao quý. Amen. So while we are working among non-believers, we must be careful to guard the name of God. Thành ra khi chúng ta làm việc giữa vòng những cái người chưa tin Chúa là chúng ta cần phải rất là cẩn trọng trong việc mình cánh giữ đời sống chúng ta, để chúng ta phải luôn luôn tôn cao danh của Chúa trong mọi cái nơi, dù là đó là nơi làm việc của chúng ta. And 1 Timothy chapter 6 verse 2 talk about the Christian who are or slave who are Christian, and also the employer are also Christians. Và trong Cô-rinh-tô nhất đoạn số 6 thì cũng nói đề về cái trường hợp khác, đó là người chủ cũng là người tin Chúa, là tín hữu, và người nô lệ làm việc cho chủ cũng là người tin Chúa luôn. Many Christians take advantage. Your boss is a Christian, therefore they relax. They don't do anything. This is wrong. Có nhiều người đi làm đó mang danh là tin Chúa, nhưng mà gọi là thấy ông chủ của mình cũng là cơ đốc nhân, và lấy cái điều đó là lợi dụng cái chuyện đó để khi mà đi vô làm việc cho chủ là cơ đốc nhân á, thì không có chịu làm việc đàng hoàng gì cả, mà cứ là thong thả rồi giống như là làm việc kiểu là lãng công á, kiểu là nó trì hoãn trong công việc mà nó không có hiệu quả cho công việc. And they should even serve their master, Christian must even better, because they are blessing the master by being diligent, by being faithful. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng là mình có chủ, mình là người tin Chúa thì mình càng phải phục vụ và tận tâm hơn. Là bởi vì sao? Bởi vì mình muốn chúc phước cho anh em của mình, và mình muốn chúc phước qua cái công việc mình làm, cũng như là sự tận tình, tận tâm, chuyên tâm của mình trong công việc. Yeah. And then we go to quickly 1 Timothy chapter 6 verse 6 to 10. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi nhanh trong Timothy nhất chương số 6 từ câu 6 cho đến câu 10.
Yeah, this is a very important of teaching on true contentment and true faith, true wealth. Sorry. Ở đây lời Chúa cho ta sự dạy dỗ liên quan đến thế nào là sự tin kính thật, thế nào là sự thỏa lòng thật. This teaching should be taught in the church because we have been adulterated with a lot of prosperity gospel. This message should be taught in the church today. Và cái sứ điệp về điều này cũng cần phải được dạy dỗ cho hội thánh ngày hôm nay là bởi vì ngày hôm nay chúng ta được dạy dỗ quá nhiều liên quan đến sự thịnh vượng. Amen. True wealth and true contentment doesn't come from having enough money in your bank. Say again, please. Yeah. True wealth and true contentment doesn't come from having enough money in your bank. Thì ở đây nói về cái sự giàu có thật hay là cái của cải hay là sự giàu có thật đó không phải dựa vào cái tiền mà anh chị có ở trong ngân hàng. Yeah, contentment actually is a condition of your heart. Và cái sự thỏa lòng nó cũng không dựa vào số tiền anh chị em có trong cái ngân hàng, nhưng mà sự thỏa lòng nó phụ thuộc vào cái điều gì ở trong lòng của anh chị em, bởi vì nó liên quan tới tấm lòng của mình. If your heart is always thankful to God, you'll find true contentment. Nếu với tấm lòng của anh chị em luôn luôn có lòng biết ơn Chúa, có lòng tạ ơn Chúa, thì anh chị em tìm thấy được sự thỏa lòng thật sự. Amen. So this is very important. When you'll be blessed. To have true contentment and godliness is great gain in the eyes of God and the eyes of man. Vậy nên ở đây là điều quan trọng là bởi vì nếu anh chị em muốn thật sự là được phước á, thì anh chị em cần phải có sự tín kính thật và sự thỏa lòng thật trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt coi con người thì gọi anh chị em rằng là anh chị em có một cái nguồn lợi rất là lớn. Before I left to serve the Lord, I have much more money than today. Trước khi mà tôi rời bỏ tất cả mọi thứ để tôi dâng mình hầu vì Chúa đó, thì thật ra mà nói tiền bạc của cải tôi có nhiều hơn là ngày hôm nay nhiều. But I must say to you today, I'm more blessed than 20 years ago because it's not money in my pocket, but I have found true contentment. Nhưng mà tôi thấy nói với anh chị là ngày hôm nay tôi thấy là mình được phước hơn cách đây hơn 20 năm trước rất là nhiều, là bởi vì ngày nay tôi bắt đầu tìm thấy được sự thỏa lòng thật sự là như thế nào. Yeah, the Bible is very clear. Seek first His kingdom, His righteousness. You will find things added unto you, and you will find contentment. Lời của Chúa dạy chúng ta rất là rõ ràng. Đó là gì? Trước hết tìm kiếm vương quốc của trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho chúng ta thêm mọi điều ấy nữa. Và trong vương quốc của Đức Chúa Trời cũng có liên quan đến cả sự thỏa lòng nữa. And the Bible is always encouraging us to build our treasure in heaven, not on earth. Và lời của Chúa khích lệ chúng ta đó là chúng ta hãy tích trữ của cải, châu báu, báu vật của chúng ta ở trên trời, chứ đừng có tích trữ của cải, châu báu chúng ta dưới đất này. Amen. Because riches like an eagle will fly away before you realize it. Bởi vì cái sự giàu có đó nhiều khi á nó cũng giống như là một cái con vật có cánh nó biết bay á. Mình thấy nó từ đó nhưng mà đúng một cái nó đã bay mất tiêu hết rồi. Đó là cái sự giàu có rất là tạm bợ. So let's go back to 1 Timothy chapter 6. Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại trong Timothy nhất chương số 6. Let's go to 11. Pursue what is God's approved, what God's approved of a godly life or righteousness. Bây giờ, righteousness, yes. Trong câu 11 thì nói rằng bây giờ mình cần phải đeo đuổi một số điều mà Chúa Ngài rất là quan tâm, Chúa Ngài chứng thực là quan trọng đó. Đó là thứ nhất là tìm kiếm sự công chính là. I won't go through that again because we touched it quite at length the last time. Yeah, we have to pursue after. Tôi sẽ không có bàn điều này chi tiết nữa là bởi vì chúng ta có một khoảng thời gian dài để nói về điều này trong những cái lần trước chúng ta nói về đeo đuổi sự công chính rồi. The next thing is to be free. We pursue after godliness. Rồi cái điều tiếp theo đó là chúng ta cần phải tìm kiếm cái sự tín kính. Đó là trong câu số 11 luôn. The word pursue is more than just running after. It's more than that. Cái từ mà tìm kiếm ở đây thật ra đó nó còn hơn cả cái ý nghĩa nói về một cái việc đeo đuổi một cái gì đó. Nó còn hơn cả cái chuyện là đeo đuổi đó. Tiếng Việt mình dịch là tìm kiếm nó bị giảm bớt cái ý nghĩa rồi. Yeah, this pursue is a continuous stand. You keep have to pursue after. Cái chữ mà tìm kiếm hay là cái điều này mang nghĩa là giống như mình đeo đuổi một cái điều gì đó. Nó mang tính liên tục, có nghĩa là liên tục
đeo đuổi hết lần này đến lần khác mà thường xuyên đeo đuổi. You pursue until you get it. Có nghĩa là mình đeo đuổi, mình săn đuổi cho đến khi mà chụp lấy được, cho đến khi mình bắt được. But we weren't able to get 100% because of it's a difficult commodity. You will get part of it, but it could be increasing measure. Thì ở đây anh chị sẽ không bao giờ mà họ săn đuổi và chiếm được 100% cả, bởi vì khi mà anh chị chụp lấy được rồi thì cái mức độ nó càng được gia tăng hơn nữa, bởi vì chỉ cái điều này nó không có giới hạn, nó luôn luôn là nó vượt hơn cái mức độ lớn hơn là những gì anh chị em đã nhận được, đạt được. For example, in the scale 1 to 10, you start with 1, then you go 2, then 3 and 4, until you finally may reach 9, then you will never, until you meet the Lord Jesus again, you get 10, righteousness. Bây giờ ví dụ như bây giờ đeo đuổi sự công chính đi, ví dụ nha, cho mình có cái thước đo từ 1 cho đến 10, đúng không nào? Thì bây giờ mình cứ đeo đuổi, mình đi theo từ cái nấc 1, bắt đầu là mình từ 1 tới 2 trước, rồi từ 2 tới 3, đó, cho đến ngày mình gặp Chúa là mình đạt được tới cái mức 10 trong cái thước đo đó. Yeah. So I want to just quickly I go through you pursue righteousness. Yeah. Vậy thì tôi sẽ đi nhanh qua cái phần này. Câu hỏi đặt ra là anh chị em có đang đeo đuổi sự công chính hay không? Maybe you pursue godliness. Anh chị em có đeo đuổi đời sống tinh kính hay không? I want to repeat again quickly. What is the definition of godliness? Tôi muốn nhắc lại một cách danh cái từ ngữ định nghĩa về thế nào là tinh kính ở tại đây. It means taking God seriously. Nó có ý nghĩa là mình nhìn nhận Chúa cách nghiêm túc. Amen. It means God is real. You treat him like as if he's standing in front of you. Mình biết là Chúa rất là thật, và mình trong cái cách mà mình đối xử với Chúa đó là mình như thể là trong mọi cái hoạt động mình luôn luôn để Chúa ngay trước mặt mình. Có nghĩa là mình luôn luôn thấy Chúa như là đứng trước mặt mình trong mọi cái hoàn cảnh trong cuộc đời của mình. For example, I'm now teaching you the word of God. I expect God to stand in front of me, listening, looking at me, how I teach and how I teach and what I teach. Yeah. Ví dụ như bây giờ tôi đang chia sẻ lời Chúa cho quý ông bà anh chị em, thì tôi đang hình dung ra, tôi đang mong đợi như là Chúa như thể Ngài đang đứng trước mặt tôi và Ngài đang nhìn thấy tôi, Ngài xem tôi giảng cái gì và cách tôi giảng ra làm sao đó, và mọi cái điều tôi nói ra lúc này đó, đều được dưới sự chứng kiến của Chúa cả. Amen. So in every situation, I'm taking God seriously. I know He's standing in front of me. He's watching me, watching my mouth, watching my heart. Thành ra trong mọi cái lĩnh vực trong đời sống của tôi đều nhìn nhận Chúa cách rất là nghiêm túc như vậy, bởi vì tôi biết rằng là Chúa đang dõi theo đời sống của tôi và Ngài đang quan sát và Ngài nhìn thấy những gì tôi nói. Không chỉ là những gì tôi nói mà thôi, nhưng mà tấm lòng của tôi như thế nào, điều gì đang xảy ra trong đời sống của tôi. So when you pursue godliness, you live a life of devotion unto God. Ra khi anh chị em sống một đời sống tín kính như vậy, đó là anh chị em sống một đời sống tận hiến cho Chúa. What does that mean? Khi nói sống tận hiến cho Chúa có nghĩa là gì đây? You ask the Lord in everything, should I do that or should I not do that? Thì có nghĩa là trong tất cả mọi lĩnh vực trong đời sống của mình hỏi Chúa với tất cả mọi thứ. Chúa ơi, con có làm cái này không? Hay là con không nên làm cái này cái kia? Có nghĩa là mình tận hiến cuộc đời của mình là của Chúa. You consult him because you know that your life depends on him and you know you're taking very seriously. Có nghĩa là mình cầu hỏi Chúa trong mọi lĩnh vực trong đời sống của chúng ta là bởi vì chúng ta biết rằng là Chúa Ngài quan tâm tới mọi lĩnh vực trong đời sống của chúng ta và chúng ta nhìn nhận Ngài một cách rất là nghiêm túc. If you live a life of godliness, your life of devotion, you spend time talking to him and hearing from him. Nếu anh chị em sống một đời sống tinh kính và sống một đời sống tận hiến cho Chúa, thì có nghĩa là anh chị em cần phải dành thời gian để anh chị em thông công với Chúa, trò chuyện với Chúa trong thời gian mỗi một ngày trong đời sống anh chị em là như vậy. The best way to hear from is to read your Bible. Hallelujah. Cách tốt nhất mà anh chị có thể lắng nghe từ nơi Chúa, thông công với Chúa đó là anh chị làm gì? Đọc Kinh Thánh. You will be more realistic hearing the voice of God. You even read aloud your Bible. Đây là điều rất là thực tế để anh chị lắng nghe được tiếng Chúa, đó là gì? Khi anh chị đọc Kinh Thánh, anh chị đọc lớn tiếng ra, là lúc đó lời của Chúa được phán ra qua bên miệng anh chị em, là anh chị nghe được tiếng Chúa đó. Amen. When I was a young Christian, I learned from a pastor from Ghana to read the Bible aloud.
Khi mà tôi còn mới mẻ trong bước đường đi theo Chúa đó, thì tôi học được từ một ông mục sư tại Ghana. Đó là ông mục sư đó là mỗi lần đọc kinh thánh là đọc lớn tiếng lên. And he say, but he only have one. He didn't say the whole all word of God. Only when God says something, you read aloud. Tất nhiên là ông không chỉ là đọc toàn bộ cái phần kinh thánh đó lớn tiếng, nhưng mà khi ông nhận ra là Chúa đang phán cái phần nào trong cái phần kinh thánh đó, thì ông đọc lớn tiếng cái phần đó lên. Or you read the New Testament if you have an English version, those letters in red, he will read aloud so that he can hear the voice of God. Thì cái ông này ông dùng kinh thánh tiếng Anh, và trong một số bản dịch kinh thánh tiếng Anh đó, là cái câu nào mà chính Chúa phán á là họ in màu đỏ lên. Vì vậy nên nó khi mà ông này đọc đến cái phần mà chữ in màu đỏ thì ông này đọc lớn tiếng lên là như là Chúa đang phán. Amen. But for me, I would if I want to hear the word, I read totally because every word is inspired by God. Nhưng mà đối với cá nhân của tôi là khi tôi đọc kinh thánh là tôi đọc toàn bộ đều là đọc lớn tiếng cả, chứ không phải chữ đỏ mới đọc lớn tiếng, là bởi vì cả kinh thánh đều bởi Đức Trời thần cảm, đều bởi Đức Trời soi dẫn cả. Amen. So this is how you get devoted to God by through the hearing, praying, and really taking Him to know that He is presence. Yeah. Vì vậy nên anh chị em sống một đời sống tinh kính bằng cách nào? Bằng cách anh chị em dành thời gian đọc lời Chúa nè, rồi cầu nguyện nè, và luôn luôn ý thức rằng là Chúa đang hiện diện, Chúa đang ở tại đó, đang dõi theo đời sống của anh chị em. Yeah, but lastly here, I want to talk about what is the foundation of living a godly life? Và bây giờ trong cái phần tiếp theo thì tôi muốn nói thêm là cái nền tảng của việc chúng ta sống một đời sống tin kính đấy. I'm quoting from this guy called Jerry Bridges. Tôi trích ra câu nói của ông Jerry Bridges. He one of these members of our leadership of Navigators. Ông này là một trong những thành viên trong cái ban lãnh đạo của cái hội Navigator. Yeah, he has written Navigators. Some quite good books actually. I forgot the name now, but quite good books have written. Thì ông này, tôi quên mất cái tên của cuốn sách của ông này viết rồi, nhưng mà đây là cuốn sách rất là tốt và có thể đọc được. If you want to read something, you can refer to Jerry Bridges and find out what he say about, I believe, discipleship and so forth. Nếu anh chị muốn đọc thì anh chị có thể tìm cái tên tác giả là Jerry Bridges và anh chị em tìm những cái sách mà ông này viết về môn đồ hóa đó. Và những cái cuốn sách, những cái đề tài tương tự như vậy. And he say he defined godliness as three foundation. Và ông này đưa ra cái định nghĩa liên quan đến cái sự tinh kính đó, bao gồm cái ba cái nền tảng sau. He say it's a fear of God. Thứ nhất là kính sợ Chúa. Amen. That means you need to fear the Lord. Thì đó có nghĩa là anh chị em cần phải kính sợ Đức Giê-hô-va, kính sợ Chúa. Yeah, because many of us, especially the charismatic circle, we tend to treat God like a friend, even maybe an office boy to do work for us. Bởi vì nhiều người trong chúng ta, đặc biệt là những dựa vào những người ngũ tuần ân tứ, là nhiều khi có cái khuynh hướng là đối đãi với Chúa giống như là bạn bè thôi, và thậm chí là nhiều khi giống như là một cái người mình sai khiến đó, làm cái này cho mình, làm cái kia cho mình, là nhiều người có khuynh hướng đối xử với Chúa như vậy. You must able to catch like Prophet Isaiah catch in. He said he saw the glory of God high and lifted up. Chúng ta cần phải học để nhận nhận ra Chúa giống như cách mà Esai nhận ra Chúa đó. Kinh thánh nói rằng là ông nhìn thấy vinh quang của Chúa và thấy Chúa ngồi trên ngôi rất cao, cao sang, và áo ngài đầy dãy đền thờ. When you change, when you're able to glimpse the glory of God, you know that you are a man of unclean lips, living a people of unclean lips. Là khi mà anh chị em có cơ hội để Chúa cho anh chị em nhìn thấy được sự vinh quang của Chúa như thế nào, Chúa ngồi trên ngay bên này vinh hiển như là làm sao, thì anh chị cũng nhận ra được rằng là mình như là một kẻ có môi dơ giấy ở giữa một dân có môi dơ giấy. When you have that revelation, it will change your ministry. Và khi anh chị em nhận được cái sự khải thị về điều đó, điều đó sẽ đem sự thay đổi chức vụ hay công tác hầu việc Chúa của chúng ta. And then there's a fear of God will come into your heart. Và rồi bởi đó cái lòng kính sợ Chúa bắt đầu đến vào trong tâm lòng của chúng ta. Amen. God is high and lifted up. Hãy nhớ Chúa là đấng được ngồi trên ngôi rất cao, ngài được tôn cao. And all the train of his robe fill the temple. Và Kinh Thánh nói rằng là vạt áo của ngài là đầy dẫy khắp đền thờ. You know what's the train of the robes?
Cái này nói vạt của áo áo đây là áo choàng, giống như là áo áo choàng của vua đó. You see, in olden days, the king, when they wear a robe, they have a robe they wear, and then if they somebody conquer them, they will cut away this robe and attach to their own robe to show how much they have conquered. Thì anh chị em biết được rằng là say again please. Yeah, if in the olden days, in the time of Isaiah, when they a king conquered another king, he will cut away the robe of this king that he conquered and attach onto his robe. Yeah. Và cái thời của Esai đó, anh chị em biết rằng là khi mà các vua đi ra đánh trận với nhau và cái vị vua này đánh thắng cái vị vua kia đó, thì họ sẽ cắt cái áo choàng của cái ông vua thua trận đó và họ sẽ nối vô cái áo choàng của cái ông vua thắng trận. Đó, thành ra cái áo choàng mà nó càng dài như vậy đó là chứng tỏ là vua đó càng chinh chiến và càng chiến thắng, càng càng vượt ván dội. For example, this king is only had conquered one kingdom. He has only one extra robe on his shoulder, only one. Yeah. Thì giống như là nếu mà ông vua này mà chỉ thắng có một trận thôi, một trận chiến đó, thì ông này chỉ có giống như là cái vạt áo chỉ có cắt được một biến một mẫu và gắn vô, thì gắn vô là gắn vô cái áo choàng ở trên cái bờ vai của mình à. So the more kingdom he conquered, the more robe added to his own robe. Thành ra cái ông này càng thắng được trong nhiều cái cuộc chiến á, và thắng được nhiều vua đó, thì ông này sẽ có nhiều cái mẫu á, cái mẫu vải của cái áo choàng của các ông vua kia đó giống như là được máy vào trong cái áo choàng của ông. So when Isaiah looked at God sitting on the temple, his robes full of other robes overflow cover the temple. Thành ra đó khi mà Esai nhìn thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang đó, vạt áo ngài đầy dậy khắp đền thờ, mang nghĩa là ở trên cái áo choàng của Chúa đó có nhiều cái gọi là cái chiến tích đó, chiến thắng. Nhiều cái sự chiến thắng đó đầy dậy khắp đền thờ. Can you see the glory of God? How much nation he has conquered? Thành ra chúng ta thấy được cái vinh quang của Chúa, cho thấy được rằng là có nghĩa là Chúa đã chiến thắng các dân, các nước như thế nào và ngài đầy vinh quang, đầy vinh dự ra làm sao. Of course, today we know based on many New Testament scripture, he's the King of Kings, the Lord of Lords. Và tất nhiên ngày hôm nay chúng ta dựa trên nhiều cái phần kinh thánh trong Tân Ước thì chúng ta biết được rằng là danh của Chúa được gọi là vua trên muôn vua và Chúa trên mọi Chúa. For us, most of us, it's a head knowledge. We just have to repeat like a parrot, but we don't understand. Like Isaiah had the picture of King sitting high above the king, above all, conquering all the nation. Đối với chúng ta, nhiều cái ngày hôm nay chúng ta chỉ gọi là nói theo kiểu giống như con vẹt vậy đó. Chúa là vua trên các vua và Chúa trên các chúa. Nhưng mà chúng ta không có cái sự nhận biết thấu hiểu giống như là ông Esai, mà chúng ta chỉ dừng lại ở sự hiểu biết tri thức của cái đầu thôi. Còn ông Esai là ông kinh nghiệm về Chúa và áo ngày đây dạy khắp đền thờ ra làm sao, ông kinh nghiệm sự vinh quang của Chúa rất là thực hữu cho đời sống của ông. So when he looked at the glory of God, when he hear the cherubim was saying, "Holy, holy is the Lord," he had a sudden revelation and he starts saying, "Woe is me, I'm man of unclean lips." Thành ra khi mà ông thấy được vinh quang của Chúa được biểu lộ ra như vậy và đồng thời các cherubim đó là cùng cất tiếng nói rằng là thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Sô và vạn quốc khắp đất đầy dạy vinh quang của Ngài. Thì trong cái cảnh tượng đó thì ông Esai, ông chỉ có thể thốt lên là khốn nạn cho con thay, xong đời con rồi, con là người có môi dơ giấy ở giữa một dân có môi dơ giấy. Amen. So he has a direct revelation and then he has revelation about himself and his people and then he said, "Lord, send me." It's different. He's a different. The anointing is different now. Send me because he know the fear of God. Yeah. Và ông Esai đó khi mà ông kinh nghiệm được cái điều đó thì cái đời sống của ông, chức vụ ông hoàn toàn thay đổi. Ông có thể nói với Chúa lại, "Chúa, có con đây, xin hãy sai con." Và ông nói lên cái điều đó xuất phát từ cái điều đó là ông đã có lòng kính sợ đối với Chúa khi ông kinh nghiệm cái sự hiện diện của Ngài như vậy. Yeah, because and he has a very difficult ministry because he's speaking to people who will not listen to the voice of God. Bởi vì chức vụ của Esai là một chức vụ rất là khó khăn, bởi vì ông cứ phải nói ra lời Chúa với lại cái dân mà cái dân này không có chịu nghe tiếng phán của Chúa gì cả. Amen. You want to know what ministry? Know that it's a difficult thing to do.
Nếu mà anh chị em làm công tác phục vụ Chúa mà anh chị em hiểu được ông Esai hầu về Chúa như thế nào, anh chị em thấy rằng cái cách của ông Esai hầu về Chúa rất là khó. I pray that you can catch the fear of God, you can catch the glory of God, because the fear of God and the glory of God are always interconnected. Và tôi mong rằng anh chị thật sự hiểu được, tiếp thu được liên quan những điều dạy dỗ liên quan đến sự vinh quang của Chúa và liên quan đến lòng kính sợ Chúa, bởi vì cả hai điều này nó đều có sự liên kết chặt chẽ với nhau giữa sự vinh quang và lòng kính sợ Chúa. Where there's no fear of God, there's no glory. Bởi vì nếu không có lòng kính sợ Chúa thì cũng chẳng có cái sự vinh quang được biểu lộ ra. You remember prophet, this high priest Eli, when his daughter-in-law gave birth to a baby, the baby is called Ichabod. The glory has departed from Israel. Anh chị em nhớ cái ông thầy tế lễ thượng phẩm Heli đó, ông này có đứa con dâu, và khi đứa con dâu sanh con đó thì đứa con dâu đặt tên cho đứa con trai của mình là Ichabod, có nghĩa là cái sự vinh quang của Chúa đã lìa khỏi dân của Ngài. Amen. So many times Amen. We say, oh, glory, glory, but actually you must able to catch the fear of God. Then you can is connected with the glory of God. Có nhiều khi chúng ta cứ mở miệng ra chúng ta nói vinh quang hay là vinh hiển, nhưng mà thật ra là chúng ta cần phải kết nối với Chúa bởi lòng kính sợ Chúa, thì bởi cái đó chúng ta mới thật sự kinh nghiệm được vinh quang của Chúa. Amen. 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 Learn to fear the Lord. Ask the Lord for the fear of God into your heart. Mình cần phải học cái lòng kính sợ Chúa. Mình cầu xin Chúa đặt để lòng kính sợ Chúa vào trong tấm lòng của mình. And your walk with God with different sins. Hallelujah. Thì kể từ lúc đó cái bước đường chúng ta đi theo Chúa sẽ khác với so với trước đây. Another foundation Jerry Bridges is telling us is that it is love for God and desire for God. Và hai cái điều tiếp theo mà ông Jerry Bridges ông có nói đó là mình phải cái nền tảng của sự tin kính đó là yêu Chúa và khao khát Chúa. Yeah, we have learned that two greatest commands to love God and to love your neighbor. Chúng ta dựa trên lời Chúa, ta biết rằng là Chúa dạy chúng ta là phải yêu Chúa và yêu thương người lân cận như mình. But to love God, not just love God, but very specific with all your heart, all your soul, all your mind, all your strength. Khi nói yêu Chúa tại đây không chỉ là yêu cho có yêu, mà là cái thánh dạy chúng ta là yêu với cả tấm lòng, cả linh hồn, cả trí khôn, cả sức lực của chúng ta. We got to pray regularly, Lord, let me love you more today, more than yesterday, tomorrow more than today, because we are not loving God enough. Chúng ta cần phải thường xuyên cầu nguyện với Chúa là Chúa sẽ để cho con yêu Chúa. Ngày hôm nay con yêu Chúa nhiều hơn ngày hôm qua, và ngày mai con yêu Chúa nhiều hơn ngày hôm nay, là bởi vì nhiều khi chúng ta thấy rằng là mình vẫn chưa có yêu Chúa đủ đâu. By a human effort we cannot love anyone. Don't talk about loving God if all heart, all soul, all mind, all strength. Bởi sức lực cá nhân của chúng ta, bởi sức riêng chúng ta, thật ra chúng ta không yêu nổi ai đâu, chứ đừng có nói chuyện yêu Chúa với cả tấm lòng, cả linh hồn, cả trí khôn, cả sức lực. Amen. So this is some. You need to pray. You need to desire. You need to pray. Then the Lord will, in His time, will deposit that into your heart. Ở đây chúng ta cần phải cầu nguyện điều đó. Chúng ta cần phải khao khát điều đó để rồi Chúa Ngài đặt để cái lòng yêu mến Chúa đó cứ càng phát triển trong đời sống chúng ta như vậy. Same thing. Desire for God and things of God. Nghĩa là chúng ta cần cũng giống như vậy thôi. Mình phải khao khát Chúa và những điều của Chúa. We are struggling as Christians. We are struggling. Even Apostle Paul is struggling in Romans chapter 7. Chúng ta biết là ngay là cả khi là Cơ Đốc nhân, nhiều khi chúng ta còn vẫn còn trong sự chánh chiến, giống như là sứ đồ Phaolô đó ở trong Roma chương số 7 á, ông còn vẫn còn những cái sự chánh chiến trong đời sống cá nhân của ông. Yeah, the things he wants to do, he is not doing. The things he doesn't do, he is doing. Cái điều mà ông muốn làm thì ông lại không có làm trọn được. Còn cái điều ông không muốn làm thì cuối cùng ông lại làm. Sometimes it's not I'm talking about sin, it's talking about even love for God, desire of things for God is not there. Nhiều khi mình chưa nói cái gì liên quan đến vấn đề phạm tội lỗi tại đây, mà bây giờ mình đang nói đến cái điều là liên quan đến tình, lòng yêu mến Chúa, là khao khát Chúa, là nhiều khi mình cũng không thấy là mình có cái lòng yêu mến, khao khát Chúa tại đó. We are even not careful, we go to a stage of stupor. We will not want to have anything to do with God, we just be happy just going to heaven. Nhiều khi nếu không cẩn thận đó, chúng ta rơi vào cái chỗ là gì, mình cảm thấy là ô mình được lên thiên đàng là vui lắm rồi, mình không có còn khao khát hay thiết tha Chúa hay là những cái điều gì khác hơn nữa. We need to pray for this. Thành ra chúng ta phải cầu nguyện liên quan đến điều này.
Amen. We need to pray for desire for God and things of God. Chúng ta cầu cầu nguyện Chúa ơi, con phải khao khát Chúa và những cái điều của Chúa. It's not automatic, you understand. Anh chị em cần phải hiểu rằng là điều này nó không có tự động hay là tự nhiên mà nó xảy ra được đâu. Our flesh is stronger than you think. Thì nhiều khi xác thịt chúng ta nó mạnh hơn là chúng ta tưởng đó. Hay là chúng ta nghĩ đó. This is why the theological process of sanctification to be holy. Bây giờ nếu mà áp dụng cái từ ngữ thần học về điều này thì từ ngữ đó là một cái tiến trình của sự thánh hóa để chúng ta trở nên thánh. Đó là cái từ ngữ thần học. The Lord wants us to be holy, the desire to be holy, but also desire what He desires on earth. Và Chúa đó, về phần Ngài đó, Ngài ao ước, Ngài khao khát chúng ta sống một đời sống thánh khiết. Và đây cũng là cái điều chúng ta cần phải ao ước ngay khi chúng ta còn sống trên đất này. I believe God restricts Himself to using His church to do the works He wants to do on earth. Say again, please. I believe God is restricted Himself to the church that He wants to think done on earth. Tôi tin rằng là nhiều khi Chúa bị giới hạn, Chúa bị hạn chế bởi chính hội thánh của Ngài trong những cái điều mà Chúa Ngài muốn làm qua hội thánh ở trên đất này. Yeah, he could do all things through his angel. He could do things just speaking the word of God. Về phần Chúa đó là Ngài có thể làm được mọi điều mà Ngài có thể dùng thiên sứ để làm theo mạng lệnh của Ngài, hoặc là Ngài có thể phán ra lời của Ngài thì cái điều đó được thành. But I believe he wants his church to be one with his son who is willing to do what the father said to him. Nhưng mà rồi tôi tin rằng Đức Chúa Trời Ngài muốn cho hội thánh đó giống như là trở nên một với lại con của Ngài là Chúa Jesus Christ đó, trở nên một với Đấng Christ như vậy, để rồi giống như Chúa Jesus Christ làm theo ý muốn Đức Cha hoàn toàn như thế nào thì chúng ta cũng làm theo ý muốn Đức Cha hoàn toàn như vậy. Therefore we struggle here as a church, we struggle try to, because there are many problems facing us, we struggle through the problem, then we forgot the greater things God has designed for us and for other church. Thành ra nhiều khi trong đời sống chúng ta có rất nhiều điều chúng ta khiến người tranh chiến như vậy, khiến chúng ta quên mất có rất là nhiều điều lớn lao mà Chúa Ngài muốn làm thông qua chúng ta là hội thánh của Chúa. Amen. 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 We need to get out of this mentality, you know, because God is desire, wants to do greater works, a greater desire that we have now. Thành ra chúng ta cần phải loại bỏ ra khỏi mình cái lối tâm trí cũ của mình. Và chúng ta cần phải mặc lấy cái tinh thần, ý thức được rằng là Chúa có rất là nhiều cái điều lớn lao hơn, và chúng ta cần phải ao ước, khao khát những cái điều đó mà Chúa Ngài muốn làm qua chúng ta. Amen. 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 Just like Caleb, Caleb was an unusual, a man of a different spirit. Cũng giống như trường hợp của ông Caleb rất là khác với lại những cái người còn lại trong dân Israel. Ông có một cái thái độ sống rất là khác. He was facing the same problem his neighbor is facing when they walking in the wilderness. Caleb cũng phải đối diện với cùng những cái rắc rối giống như là cái người lân cận hay là láng giềng của ông phải đối diện khi mà họ cùng bước đi ở trong đồng vắng với nhau. The food was very ordinary. Can you imagine? Mana here, mana day, mana night, mana today, mana tomorrow. It's very ordinary. It's actually not very tasty. Và cái thức ăn mà họ ăn mỗi một ngày như vậy là rất là bình thường. Hôm nay cũng ăn mana, ngày mai cũng ăn mana. Mà mana cũng không phải là nó ngon lành gì lắm đâu. Nó cũng ăn rất là bình thường thôi. Nhưng mà cái ngày nào cũng phải ăn, sáng, trưa, chiều, tối cũng phải ăn. As the people getting richer, we want a variety of food. Hallelujah. Anh chị biết là thông thường mà người ta mà có tiền có cổ là người ta muốn ăn thức ăn đa dạng, thức ăn phong phú, đủ thứ các thức loại thức ăn khác nhau. In fact, one Singapore pastor, he was very discerning. He said, if you look at the television channel, many channels talking about food. Và tôi nhớ có một mục sư ở Singapore đó, thì ông này để ý các cái kênh truyền hình ở bên Singapore đó, là các kênh truyền hình đó đều toàn là chiếu thức ăn lên không à. What the people want is a variety of different type of food. That's why they introduce Vietnamese food, they introduce Greek food, you know, on the television, so that you want to go to Greece, you'll go to Vietnam to taste those food. Các đài truyền hình đó rất là giỏi cho cái việc là họ biết cái tâm lý của người Singapore đó, là muốn thử các loại thức ăn của các nước khác nhau, ví dụ thức ăn của Hy Lạp ra làm sao,
thức ăn của Việt Nam ra làm sao đó, để rồi khi mình nhìn thấy các loại thức ăn đó của các nước nước khác nhau được chiếu truyền hình như vậy, thì thấy là mình phải đi qua Hy Lạp, mình phải đi qua Việt Nam để ăn được cái loại thức ăn ở những nước này nước kia trên thế giới. And this Caleb is facing the same group of people like today who are complaining there's no variety of the food. Và bây giờ ông Caleb á, là ông cũng gặp cái rắc rối giống như vì ông ở chung với lại những cái người mà thời đó cũng giống như ngày nay thôi. Mấy cái con người mà lúc nào cũng bàn nói chuyện ăn cái món này, ăn cái món kia, thức ăn chỗ này, thức ăn chỗ kia, ông cũng phải sống chung với mấy người đó. They have forgotten the miracle they were delivered from Egypt, the 10th plague that came against the Egyptian. Và bây giờ nếu cứ bàn chuyện thức ăn này, thức ăn kia như vậy, thì mình quên mất cái chuyện là Chúa đã giải cứu mình như thế nào ra khỏi Ai Cập, rồi 10 tai vạ đã giáng xuống trên dân Ai Cập ra làm sao. Mình quên mất cái chuyện đó và toàn nói chuyện thức ăn không. Same thing as to us today, we forgot that God delivered from the power of darkness and transformed the kingdom of marvelous light. Cũng giống như chúng ta ngày nay thôi, nhiều người trong chúng ta nhiều khi đã quên mất cái chuyện Chúa đã giải cứu chúng ta khỏi ra khỏi vương quốc của tối tăm và chuyển chúng ta qua vương quốc sáng láng của con yêu dấu của Ngài như thế nào. Amen. So they forgotten. Thành ra đối với dân Israel ngày xưa là họ quên. Amen. So they forgotten that the goodness of God, and therefore they keep grumbling. But Caleb was amongst them, walking, hearing the complaint. Can sense the dissatisfaction. Say again, please. Yeah, Caleb was able to hear the complaint and experience the dissatisfaction. Thành ra ông Caleb phải sống giữa dân Israel thời đó đó, ông có thể giống như là ông nghe những cái tiếng lầm bầm than oán của con dân Israel lúc đó trong trong đồng vắng, rồi bên cạnh đó ông có thể cảm nhận được cái sự bất mãn, không thỏa lòng của con dân Israel như thế nào. Amen. You understand? So Caleb faces the same thing that you and I want to follow the Lord faces, but he has desire for things of God. Thành ra anh chị thấy được rằng ông Caleb phải đối diện với những cái rắc rối giống như anh chị và tôi ngày hôm nay đối diện ở trong cuộc sống của mình, gặp người này người kia rồi bất mãn rồi lầm bầm các thứ, nhưng mà ông Caleb có một cái thái độ sống rất là khác, ông không có giống như những người còn lại. What was desire for God? God give it to him. He wants a desire. He wants that. Yeah. Yeah. Cái điều mà ông Caleb ao ước chỉ là ông ao ước những gì mà Chúa muốn ban cho ông vậy thôi. Ông chỉ muốn nhận được tất cả những điều mà Chúa dành cho ông. Even he was 85, he had to climb the mountain to kill the giant. He was prepared to do that. Ngay cả bây giờ ông 85 tuổi, nhưng mà nếu cần phải leo lên núi và hạ gục những cái tên khổng lồ dân gian ở tại trên núi đó, thì ông vẫn sẵn sàng để làm điều đó. That's why he told Joshua, God give me Hebron, therefore I shall have Hebron. Đó lý do vì sao mà ông Caleb nói với lại ông Joshua rằng là Chúa ban cho tôi Hebron. Vậy nên là tôi phải chiếm cái vùng Hebron đó. Yeah, same thing as this prophet Isaiah. Remember he asked the Lord, where, how long shall I preach this gospel? Thì cũng giống như là ông Esai, ông hỏi Chúa, Chúa ơi, con phải rao giảng cái sứ điệp này, phúc âm này trong bao lâu? He said, no, nobody will listen to what you're saying. But yet, he said, yes, whatever you desire to do, I will do. Và không có ai chịu nghe ông cả, nhưng mà nếu mà Chúa muốn ông làm thì ông vẫn làm điều đó. Amen. He just desire for what thing God want to desire for him, and God desire for the nation. Đó, ông chỉ có ao ước những gì mà Chúa ao ước dành cho ông, cũng như là những gì mà Chúa ao ước dành cho cái dân tộc, dân Israel đó. Yeah, you may read from church history or tradition, he was saw into two. Isaiah was saw into two parts. Khi anh em đọc về gọi là những cái sách lịch sử cũng như là những cái sách mà gọi là mà ghi lại cái truyền thống của lịch sử đó, thì họ cho biết được rằng là ông Esai đó, ông đã bị gươm chém và chia ra, cắt ra làm đôi từ trên xuống dưới. Yeah, you find that he was not mentioned specifically, but when he was sawn into two, was mentioned in Hebrew chapter 11. Thì trong Hebrew chương số 11 thì không có đề cập trực tiếp đến tên của ông Esai, nhưng mà đề cập gián tiếp là bởi vì có đề cập đến cái chỗ mà bị
đó là bị xẻ ra làm đôi đó, hay là bị giết bằng gươm, à bị cưa đôi, à cái chữ bị cưa đôi là đang nói về ông Esai đó, là bởi vì theo lịch sử của dân Israel thì nói rằng là ông Esai bị cưa ra làm đôi. I can't imagine how he dies. Can you imagine saw into two? Tôi không thể hình dung hết được cái cảnh mà ông Esai như vậy, ông bị gươm á, cưa ông ra, hay là giống như là cái cưa đó, hay là cái gươm á cưa ông, chắc ông ra làm đôi như vậy. Amen. Crucifixion is bad. Saw into half is also very bad. Bị đóng đinh thập thập tự giá cũng là tệ hại lắm rồi, nhưng mà bây giờ bị cưa đó là làm đôi, bị chặt đó làm đôi là cũng là rất là tệ hại. Because he desired to serve God accordingly, he speaking, he was speaking and speaking and speaking, and nobody was listening. Bởi vì ông Esai ông cứ ao ước phục vụ Chúa một cách đúng mức, mà ông cứ nói mà không ai chịu nghe ông cả. Amen, amen, yeah. So that amen. Is part what we call pursuing godliness. Nên đó là cái điều mà chúng ta đang bàn tới, là đeo đuổi sự tinh kính là như vậy đó. Yeah, there's another part we need to know is to follow, pursue after faith. Rồi bây giờ một cái điều khác nữa mà chúng ta cũng cần phải nói để trong Timothy nhất chương số 6, đó là đeo đuổi đức tin. Yeah, faith is a lifelong journey. Đã nói đức tin nên nói đến một cái hành trình rất là dài trong suốt cuộc đời chúng ta đi theo Chúa. A journey of knowing God and trusting Him. Một cái hành trình của việc chúng ta nhận biết Chúa và tin tưởng, tin cậy nơi Chúa. So you want to pursue faith, you need, it's a lifelong journey. You need to know the word of God, you know, must know His ways. Nên nếu anh chị em muốn mà có đời sống của đức tin, thì anh chị em cần phải có sự ao ước để đeo đuổi, để nhận biết Chúa và nhận biết đường lối của Chúa. When we study the Old Testament, we will study what is the lesson we can learn from the passage we are reading, especially what are God telling about His ways. Khi bắt đầu trong Kinh Thánh, trong một cái đoạn Kinh Thánh nào đó, nhiều khi chúng ta phải suy gẫm xem Chúa đang muốn phán gì qua cái đoạn Kinh Thánh đó, và Chúa muốn dạy chúng ta điều gì về đường lối của Ngài thông qua cái phần Kinh Thánh đó. We learn to have a journey of learning His promises. Rồi chúng ta cũng trong một cái hành trình để học biết về các lời hứa của Chúa. It's a big study, I tell you. Và để học được cái những điều này đó là đòi hỏi nhiều điều cần phải học lắm anh chị em. You may heard me saying there were more than 6,000 promises of God. Có thể anh chị em trước đây từng nghe tôi nói rồi, có nghĩa là trong Kinh Thánh có hơn 6,000 lời hứa mà Chúa ban cho. Yeah, you can read books about the promises of God. Và anh chị em có thể đọc những cái cuốn sách mà viết về các lời hứa của Chúa ở trong Kinh Thánh. Just, yeah, when it comes to promise, not just claiming the promise, you must fulfill the condition of the promises that require of you. Khi mình liên quan lời hứa của Chúa trong Kinh Thánh đó, thì nó không chỉ dừng lại chỗ là anh chị em công bố để nhận lấy cái lời hứa đó mà thôi. Nhưng mà đồng thời anh chị em cũng cần phải làm thỏa mãn những cái điều kiện mà cái lời hứa đặt ra trước khi mà mình có thể công bố để nhận lấy cái lời hứa đó dành cho đời sống của mình. In order the promise is going to be fulfilled in your life, you need, number one, you must know. Secondly, you must not sin against God. Thật ra khi mà anh chị em muốn thấy lời hứa của Chúa được ứng nghiệm trên đời sống của anh chị em, thì có một số điều anh chị em cần phải làm. Đó, thứ nhất là gì? Anh chị phải biết cái lời hứa đó là gì. Và cái thứ hai nữa là anh chị em phải không có phạm tội nghịch cùng với Chúa. You can pray 10,000 times, but the Lord will not answer because of your sin in your life. Bây giờ cho dầu là mình cầu nguyện cả 10,000 lần đi chăng nữa, mà Chúa vẫn có thể không nhận lời cầu nguyện của mình, là bởi vì tội lỗi vẫn còn chất chứa trong đời sống của mình. That's why I've been teaching last time talking about self-discipline. One is to examine your life on a regular basis. Nên đó là lý do vì sao trong những lần trước tôi chia sẻ với anh chị em, chúng ta cần phải có một cái đời sống thường xuyên tra xét đời sống của mình trước Chúa. You must use God's word as your mirror to check your life. When you find that it's short, then you need to repent and come back to God again. Có nghĩa là mình phải dùng lời của Chúa như là cái tấm gương để mình soi mỗi một ngày trên đời sống của mình. Nếu mình thấy rằng mình thiếu hụt bất cứ điều gì theo cái tiêu chuẩn lời của Chúa, thì mình phải ăn năn và mình phải chấn chỉnh lại đời sống của mình trước mặt Chúa. In order to increase our faith, you need to be a lifelong student of the Word of God. Để rồi anh chị em có đời sống đeo đuổi đức tin, thì anh chị em cũng cần phải là một học trò trọn đời của lời Đức Chúa Trời. Có nghĩa là
Mình phải học, học nữa, học mãi, không bao giờ dừng lại trong việc học lời Chúa. But don't despair because it's hard work, but take it that it's take look at the promises of God you will learn when you start knowing the word of God. Nhưng mà anh chị cũng đừng có nản lòng. Ví dụ như bây giờ chúng ta đang tìm hiểu về những cái lời hứa mà Chúa dành cho đời sống chúng ta. Amen. So you, yeah. So you need, and the other thing you need to learn about God is His names. Rồi bên cạnh đó chúng ta có thể học biết thêm trong lời Chúa về danh xưng của Chúa nữa. Yeah. Even you go to the New Testament, the seven I am of the Lord Jesus Christ is enough study for you to learn a lot of things. Ngay cả bây giờ chúng ta học trong ví dụ Sứ Ông Giăng chẳng hạn, nói về bảy lần mà Chúa nói là ta là, đó. Như vậy thôi là cũng là một cái phần mà nghiên cứu cũng rất là nhiều thứ mà chúng ta có thể học được trong các danh xưng của Chúa. Ngài phán là ta là, ta là. Yeah. We don't need to target, you know, anything by next year. Take your time to learn. Slowly but surely, you get to know the word of God, you get to know God himself. Anh chị em cũng nhớ là không phải là mình nuôi một cái là mình có thể đạt được cái mục tiêu lớn đâu. Nhưng mà mình cứ đi từ từ, từng bước chậm rãi như vậy, nhưng mà đều đặn. Ví dụ đặt ra cái mục tiêu năm sau thì mình có thể học được cái gì đó từ đây cho đến năm sau. Ví dụ như vậy, có một cái mục tiêu dài hạn, mục tiêu trung hạn, ngắn hạn, các thứ. So as you learn, you get to know God better. Then your faith will increase in knowing God. Thật ra khi anh chị em tăng trưởng như vậy thì anh chị em dần biết Chúa nhiều hơn và đức tin của anh chị em nơi Chúa cũng được gia tăng hơn nữa. Amen. So the other thing I want to talk about, there are two types of knowledge. One is to know the knowledge of the Word of God. The other thing is experiential knowledge. Và tôi cũng cho anh chị em biết là có hai dạng tri thức. Một là tri thức liên quan đến việc chúng ta biết lời của Chúa, như là cái kiến thức của chúng ta. Còn cái tri thức thứ hai đó là cái tri thức của sự trải nghiệm, có nghĩa là chúng ta kinh nghiệm lời của Chúa trong đời sống chúng ta. No point knowing that He's Jehovah Jireh, but you never experience His provision in your life. Thì có thể có nhiều người cũng biết là Đức Jehovah Jireh, danh của Ngài là sự cung ứng, nhưng mà rồi nhiều người không có kinh nghiệm điều đó, cách cá nhân trên đời sống của mình. Mình biết là biết trong đầu như vậy, nhưng mà thật ra mình không có kinh nghiệm. So instead of asking people for or borrow money or ask people for money, go to God and God will provide for you. Then you say, He's Jehovah Jireh. Bây giờ thấy khi mình thiếu thốn tiền bạc, mình chạy đầu này chạy đầu kia, mượn tiền người này người kia, thì bây giờ mình đến trực tiếp với Chúa. Và khi mình kinh nghiệm Chúa một cách cá nhân trên đời sống của mình, thì lúc đó mình nhận biết Ngài thật sự là Đức Giê-hô-va Jireh trên đời sống của mình. Đó là trải nghiệm Chúa. Hiểu biết và sự trải nghiệm God, yeah. Experience the name of God. Experience God as He stay in His word. Nghĩa là mình cần phải kinh nghiệm danh xưng của Chúa, kinh nghiệm chính Chúa theo như mà điều mà lời Chúa phán về Ngài ở trong Kinh Thánh. Yeah, if God is a healer, then don't run to the doctor first. Get God to heal you first. Nên bây giờ khi anh chị em nhận biết Chúa là Đức Sofa, Rafa, Đức chữa lành của anh chị em, thì khi mình mắc bệnh thì mình đừng có chạy đến bác sĩ trước tiên, mà mình hãy chạy đến với Chúa trước tiên để mình kinh nghiệm sự chữa lành từ nơi Chúa cho đời sống của mình trước. Instead of taking the antibiotic the doctor gives to you, don't take it and wait for 7 days and see whether the Lord heals you or not, or you will die. Bây giờ thấy bây giờ uống thuốc thì mình ráng mình chờ đi, mình chờ 7 ngày đi. Mình trong 7 ngày đó mình xem mình có kinh nghiệm chữa lành hay không. Nếu mình không kinh nghiệm thì mình chết thôi, có gì đâu. Ý là vậy. Tôi chỉ dịch chính xác lại thôi. When you believe God is a protector, you dare not even go to the plane because you will die in the plane crash. How can God be your protector? Bây giờ đó mình không có mình gọi Chúa là đấng bảo vệ cuộc đời của mình, nhưng mà mình không dám đi máy bay, mình sợ rằng máy bay rớt rồi mình chết. Nếu như mình sợ như vậy thì làm sao mình kinh nghiệm Chúa là đấng bảo vệ cuộc đời của mình? Nên mình phải cho mình có cơ hội để mình kinh nghiệm Chúa cho cá nhân của mình là như vậy. And how can God be your helper, which is a very important term, when you dare not even to do something, you want to do everything on your own? Bây giờ mình nói là Chúa phù hộ mình, hay là Chúa vua giúp mình, mà mình không có dám mình giao cái gì cho Chúa cả. Mình cứ tự thân vận động, tự mình giải quyết hết tất cả mọi thứ. Thì bây giờ làm sao mình kinh nghiệm được Chúa phù hộ mình như thế nào, hay là Chúa vua giúp mình ra làm sao?
When you go to the pulpit in front of people, you must look at your notes 100% and you depend on your notes. You don't depend on God, the helper. Rồi nhiều khi bây giờ mình đứng trong công tác giảng dạy chẳng hạn, mà mình đứng giảng mà mình không có nương dựa nơi Chúa gì cả, mình lại thuộc hoàn toàn vào cái sổ ghi chép của mình, cái bài mình soạn trước, rồi mình phụ thuộc 100% vào cái bài soạn đó, thì làm sao mình kinh nghiệm được Chúa phù hộ, Chúa giúp đỡ mình ra làm sao? On the other hand, don't go to the extreme, don't prepare and go to the pulpit, think the Lord will give the word. Rồi bây giờ cái bên cạnh đó cũng được cái đi mà cực đoan là mình không có soạn bài gì cả. Rồi mình nói là ô tôi nương dựa Chúa, tôi không có soạn bài. Lúc mình giảng là mình không có chuẩn bị bài gì hết thì cũng không có được, đó là cực đoan rồi. Yeah, I heard of this preacher ever done before. He said, don't worry, you go to the pulpit, the Lord will give you word to speak. Tôi nghe có một ông diễn giả, một mục sư kia là cũng giảng cực đoan đó, là ông nói rằng là đừng có lo lắng gì cả, mình không cần phải soạn bài gì luôn, mình đứng lên trước tòa giảng thôi, là Chúa đặt lời của Chúa trong miệng của mình, là mình biết lúc đó mình cần phải nói cái gì luôn, thành ra khỏi lo. In fact, it is true. There's one guy came to Singapore from Australia. Đây câu chuyện có thật đó, có một cái ông kia từ bên Australia, bên Úc đó, đi qua Singapore lúc đó. His testimony very powerful. He was full of tattoo. Thì ông này á thì rất đầy dẫy, đầy quyền năng của Chúa đó. Người ông là đầy hình xăm. Yeah, when he was baptized, all the tattoo gone from his body. Praise the Lord. Nhưng mà cái điều phép lạ xảy ra là gì? Khi ông này chịu báp têm bằng nước, là tất cả mọi cái hình xăm á nó ra khỏi thân thể của ông này luôn. Có nghĩa là cái đây là hình xăm thiệt á, nhưng mà lúc mà được báp têm bằng nước ra khỏi nước là mất hình xăm. Yeah, so when he came to Singapore, he was invited to preach in a house. Và khi ông này đi qua Singapore thì ông này được mời giảng cho một cái nhà kia. Yeah, he was so confident. He didn't prepare. He went shopping around. Ông này đâu rất tự tin. Ông này không có chịu soạn bài gì cả. Trước cái giờ giảng ông lại đi mua sắm. Bên Singapore đi mua sắm đầu này đầu kia. But when he joined this meeting, he was so frightened because he said these people are so powerfully anointed. They were speaking very powerful in tongue. He repented before God. Nhưng mà khi mà ông đi tới cái chỗ giảng á, thì ông cũng như là bị rung, là bởi vì có ông thấy là những cái người mà ông sắp giảng cho họ là những người đầy dẫy quyền năng của Chúa, rồi cầu nguyện cho tiếng lạ là đầy quyền năng của Chúa, đầy thánh linh của Chúa, và thế là ông này cúi xuống trước mặt Chúa rồi ăn năn ngay lập tức luôn, là bởi vì có không có chịu soạn bài gì cả. Because he thought maybe his testimony can carry weight, just have to share and then he's a minister of God. Bởi vì bây giờ ông nghĩ là thôi mình cứ đứng lên, mình cứ chia sẻ lời làm chứng, mình có cái vụ hình xăm lìa khỏi thân thể mình đó, thì mình cứ lấy cái chuyện đó ra để mình làm chứng là xong rồi, người ta gọi mình là đầy tớ của Chúa, là mình ngon lành rồi. Amen. You cannot do that. Nhưng mình không thể làm được chuyện đó đâu, chị em không thể đâu, cứ dựa vào cái chuyện đó. The Lord does promise us when you are facing a persecutor, you don't worry what to say. The Lord will put, Holy Spirit give the word to say. Đúng là Chúa có hứa về việc đó là khi mình đối diện với bắt bớ thì mình chuẩn bị phải trả lời lúc mà bị chất vấn, thì mình đừng có lo về chuyện mình phải nói cái gì, lúc đó Thánh Linh của Chúa sẽ ban cho mình cái lời mình phải nói đó, thì đúng là Chúa có hứa chuyện đó lúc bị bắt bớ thôi. But the context is very clear. It's talking about you are being persecuted. Now you're talking a different thing. You are ministering the word of God. You need to prepare. Thế nên cái bối cảnh lúc đó là bị bắt bớ thì mình không cần phải lo là mình sẽ nói cái gì, Thánh Linh Chúa ban cho mình lời phải nói, nhưng mà bây giờ cái bối cảnh này là bối cảnh khác, bối cảnh giảng lời Chúa, chứ mình không có dựa vào cái chuyện bị bắt bớ để mình áp dụng vô cái chuyện giảng lời Chúa, mình vẫn phải soạn bài giảng. But when you are prepared, you must prepare to let the Holy Spirit to take over at any time. Nhưng mà khi mình soạn bài giảng đó, mình phải soạn trong cái tinh thần là mình sẵn sàng để Thánh Linh của Chúa đó, Ngài có thể can thiệp vào trong cái bài giảng của mình bất cứ lúc nào mà Ngài muốn. Same thing. When there's the thing to minister, for example, for my case, I don't have any, sometimes no words, no vision for anyone. I say, I believe when the guy stand up, there's a word coming. Thì cũng giống như tôi đó, nhiều khi là tôi trong cái bước đường hầu việc Chúa, lúc đó chẳng hạn thì tôi không có cái nhận được cái lời tiên tri là khải tượng hay là cái sự hiện thấy gì
mà Chúa ban, nhưng mà lúc đó Chúa cho biết là cái người đó cần phải nói tiên tri, người đó mà mời người đó đứng lên. Khi người đó đứng lên rồi thì tôi nhận được cái lời đến từ Chúa dành cho người đó. Then because I've developed something with the Lord, my faith increased to the level I can trust God to give me the right word or to do something that's correct. Là bởi vì cơ tôi đã phát triển đức tin của tôi nơi Chúa và tôi có sự tin tưởng nơi Chúa rằng là Chúa sẽ ban cho tôi đúng cái lời cần phải nói, và đúng như là trong cái mối quan hệ tương giao như tôi với Chúa đó phát triển cái sự tin tưởng đến mức độ đó, và tôi tin rằng là khi tôi nói ra cái lời tôi là chính xác, đó là do đức tin được phát triển qua một thời gian. So when I started my ministry, I will pray very long hour in tongue to make sure I'm anointed. Amen. But it's different now. I don't have to do that because my faith in God has grown somewhat. Thì cái sự khác nhau cái hồi mà tôi mới bước vào trong chức vụ đó, trước khi mà tôi giảng hay tôi làm công tác phục vụ á, là tôi phải cầu nguyện tiếng lạ nhiều lắm. Tại vì lúc đó cái đức tin của tôi vẫn chưa có phát triển, nhưng mà bây giờ sau một thời gian thì đức tin của tôi nó phát triển hơn trước rồi, nên tôi cũng không cần phải cầu nguyện trong tiếng lạ quá dài trước cái giờ tôi phục vụ nữa. Nhưng mà tôi vẫn tin cậy Chúa rằng là có cái lời chính xác để nói ra cho một ai đó trong cái thời điểm đó. So when you pursue faith, it's not pursuing faith per se, but pursuing faith as a person. That's Jesus Christ. We get as a person, we are trusting in him, relying on him. That is how should be our motive. Thành ra khi mình bàn đến chuyện là chúng ta đeo đuổi đức tin á, thì chúng ta cần phải lưu ý là chúng ta không phải đeo đuổi đức tin là chỉ vì cớ, chỉ đơn thuần là đức tin mà thôi. Nhưng mà chúng ta đeo đuổi đức tin á, đang nói đến một cái thân vị là Chúa đó. Chúng ta đeo đuổi Chúa là đấng mà chúng ta tin tưởng nơi Ngài. Chúng ta nương dựa lệ thuộc là chính mình Ngài và phát triển cái mối thân công để rồi đức tin chúng ta có thể tăng trưởng ở nơi Chúa là như vậy. Amen. So you pursue the Lord because you are depending on him, relying on him, trusting in him. Thành ra mình đeo đuổi đức tin có nghĩa là đeo đuổi chính Chúa đó, là mình học để tin cậy nơi Chúa rồi nương dựa lệ thuộc vào chính Đức Chúa Trời. Yeah, so the Bible is very clear. Without faith, you cannot please God. That means we must develop faith so that we can please God more and more. Và Kinh Thánh nói rất là rõ cho chúng ta rằng là không có đức tin thì không có cách nào sống cho đẹp lòng Đức Chúa Trời. Vì vậy nên về phần chúng ta cần phải phát triển, trau dồi đức tin chúng ta để chúng ta tin cậy nơi Chúa càng ngày càng nhiều hơn nữa trên đời sống của mình. Amen. So this is what pursuing faith. Pursue Christ. Pursue Christ means you depend on him, trust in him, rely on him. Vậy vậy nên đeo đuổi đức tin có ý nghĩa là gì? Là đeo đuổi Đấng Christ. Đeo đuổi Đấng Christ có nghĩa là gì? Học để nương dựa nơi Đấng Christ, tại lẽ thuộc vào Đấng Christ và nương cậy tin tưởng nơi chính Ngài. The more you know about the character of God, more your faith will develop. Ra anh chị em càng biết về đặc tánh của Đấng Christ, đặc tánh của Chúa như thế nào, thì anh chị em càng tin cậy Chúa nhiều hơn, càng tin tưởng Chúa nhiều hơn. That's why the Bible in the book of Daniel is very clear. With the faith you have, you're able to do great exploits. Nên trong sách Daniel á, thì bạn chỉ ý nói rất là rõ cái vấn đề này. Đó là những dân sự nhận biết của trời của mình nó sẽ quật cường và lập nhiều thành tích lớn lao. Amen. Because you get to know God, you get to trust him, then you become able to do great things for God. Bởi vì có là mình tin cậy nơi Chúa, mình tin tưởng nơi Chúa, mình nhận biết Chúa rõ ràng, nên mình có thể làm được những điều lớn lao cho Chúa. Yeah, we're talking about the same thing again. Build the word into your life and start trusting. And trusting him means you expose yourself to so-called works of faith when you don't know what's happening. Say again, please. Yeah. When you're pursuing God, you're trusting God in the level that you don't know what's going to happen, but he said, do, you just do it. Yeah. Khi anh chị mà phát triển được cái đức tin, tin tưởng, nương dựa, tin cậy nơi Chúa như vậy đó, thì nó đạt đến cái mức độ mà tôi đang muốn nhấn mạnh đó là gì? Chỉ cần mà Chúa nói rằng làm cái điều này đi, thì anh chị cứ làm. Cho dù anh chị vẫn chưa có hình dung là nó sẽ ra làm sao, như thế nào, cái chi tiết cụ thể, nhưng mà anh chị em cứ làm theo những gì Chúa hướng dẫn và rồi Chúa sẽ cho anh chị em biết cái bước tiếp theo anh chị em cần phải nói là cái gì, cái điều tiếp theo anh chị em cần phải làm đó là cái gì. Even you do something wrong, the Lord knows how to correct it because he knows you're trusting in him, maybe foolishly, but yet he's not, he won't let you fall into the pit.
Cái nó dầu nhiều khi mình lỡ mình làm sai chăng nữa, nhưng mà Chúa cũng biết cách để Chúa chỉnh đốn lại cho mình, Chúa sửa lại cho mình. Là bởi vì cớ là Chúa cũng biết mình là tin cậy Chúa hoàn toàn, tin tưởng Chúa tuyệt đối. Cho dù nhiều khi mình cũng ngớ ngẩn, mình cũng làm những cái chuyện mà nó không có được đúng đắn, không có chuẩn, nhưng mà mình Chúa biết cái tấm lòng của mình là tuyệt đối tin tưởng tin cậy là Chúa, ra Chúa sẽ sửa lại cho mình. Same thing as you, your son or daughter learning to walk, he's not able to walk properly. You will not force him to do something. You will watch over him to make sure he doesn't really fall. Thì cũng giống như anh chị có con của mình, là con trai con gái của mình đang tuổi tập đi, chẳng hạn đó, thì con của mình chưa có đi giỏi được, thì mình biết được điều đó, nên mình cũng có cách để mình hỗ trợ con của mình trong cái quá trình con mình đang tập đi như vậy, để rồi mình muốn đảm bảo rằng lỡ con mình nó có bị vấp thì nó cũng không có bị té. Thành ra mình có cách để mình gọi là hỗ trợ cho con của mình. On our part, like you learn how to bike, learn how to do a bicycling, then you actually, you must start to ride. Then even the fathers, even earthly father cannot chase after you, but the heavenly father is able to make sure you don't fall down. Thì bây giờ đó, trong cái bước đường chúng ta giống như là ví dụ đi, anh chị em tập là lái xe đạp chẳng hạn đó, thì mình thấy là để ý là nhiều khi mấy đứa nhỏ nó nhảy lên chiếc xe, nó đạp xe đạp, thì người cha đó là nhiều khi cũng muốn giúp con, nhưng mà nhiều khi rượt tới chiếc xe đạp không có kịp, tại vì nó đạp nhanh quá, ví dụ như vậy. Nhưng mà đó là giới hạn của cha trên đất này, nhưng mà Chúa là cha thiên thượng của mình đó, thành ra về phần Chúa vẫn có cách để giúp đỡ mình, để rồi nếu mình đạp nhưng mà nó mình không giữ thân bằng được thì chú cũng giúp mình để mình không có bị té, hay là mình không có bị những cái sự cố tai nạn nặng. Amen, amen. Amen. Yeah, let's have a short break now and before we start again, yeah. Yeah, bây giờ chúng ta sẽ nghỉ giải lao ngắn rồi sau đó chúng ta sẽ quay trở lại. Let me pray for this faith into our life, yeah. Bây giờ tôi sẽ cầu nguyện liên quan đến sự đeo đuổi và đức tin trong đời sống chúng ta. Father, we thank you, Lord, for asking us to pursue faith. Thưa Cha, con cảm ơn Chúa vì Ngài truyền dạy chúng con là chúng con cần phải đeo đuổi đức tin. You explain to us clearly what is faith is all about. Chúa đã giải thích chúng con rất là rõ ràng về việc đeo đuổi đức tin có nghĩa là gì. Faith is actually trusting and relying on you, O God. Đức tin có nghĩa là nương cậy nơi Chúa, tin tưởng ở nơi chính mình Chúa. I pray for all of us here today and those listening on the live stream. Con cầu nguyện cho tất cả anh chị em con ngày hôm nay và những anh chị em đang theo dõi qua livestream. The seed of faith is inside us now. I ask them to be grow. Cái hạt giống đức tin của Chúa đã đặt ở trong lòng chúng con rồi, và con cầu nguyện để hạt giống đó có được phát triển, được tăng trưởng. To grow in such a way that we will be oaks of faith. Và phát triển đến nỗi chúng con giống như là những cây cổ thụ về phương diện đức tin vậy đó. And we will also be an inspiration to the people around us that we were people of faith or oaks of faith. Và chúng con như là cái niềm cảm hứng cho những cái người xung quanh chúng con, để rồi họ cũng có được tăng trưởng về phương diện đức tin, để đức tin của họ cũng giống như là cây cổ thụ vậy đó, thưa Chúa. Even our faith to be very small mustard seed, but you say we are able to speak to the mountain. Cho dù đức tin chúng con là nhỏ như hạt cải thôi, nhưng mà như lời Chúa phán, chúng con có thể mở miệng ra và chúng con có thể nói với hòn núi. Yeah. When we know that it's a word from you, let it be that word will be into our spirit man. We know that we know and we will anchor on that word. Ok, chúng con biết rằng lời đó đến từ Chúa, chúng con cầu nguyện để cái lời đó được như ở sâu trong lòng chúng con, và chúng con nhận biết nó rõ ràng và nhận biết được đó lời của Chúa. Như là cái nêu chặt vào trong tấm lòng của chúng con, giữ chặt lấy lời đó. One is anchored into our spirit man. I pray we are able to speak. Và một khi lời đó được nêu chặt vào ở trong con người tâm linh chúng con như vậy, thì con cầu nguyện tất cả chúng con đều có thể mở miệng ra và nói ra lời của Chúa. Let us know it so clearly in our heart when this anchor comes. Và xin cho chúng con biết điều này rất là rõ ràng khi nào mà lời Chúa được đeo chặt trong lòng chúng con, để rồi chúng con có thể mở miệng Once ra the anchor nói. Come, we are so sure we will speak to the mountain. Một khi lời Chúa được đeo chặt vào trong tấm lòng chúng con như vậy, thì chúng con trở nên rất là chắc chắn với điều đó, và chúng con thậm chí có thể mở miệng ra và nói với hòn núi. After speaking to the mountain, we will start stepping out in faith.
Và khi nói vào núi xong là chúng con có thể bước ra bởi đức tin hành động. Lord, you are requiring many of us here today to step out in faith for the great works you ask us to do. Chúa ngài muốn tất cả nhiều người chúng con ngày hôm nay phải bước ra bởi đức tin để bắt đầu làm những điều mà Chúa đã dành sẵn chúng con làm. Now give us this anchor today that we know that we know that we know. Và Chúa ơi, cho con ngày hôm nay con có đức tin neo chặt ở trong lời của Chúa như vậy để rồi con biết chắc về những điều mà Chúa muốn con nói chúng con làm. Indeed, the command is from you and we step up in faith. Hallelujah. Và đó là mạng lệnh của Chúa dành cho chúng con để rồi chúng con phải bước ra bỏ đức tin thưa Chúa. Hallelujah. I speak to all of us here today. Chúng con nói với tất cả những anh chị em con đang nghe lời Chúa em đây. Arise, the people of faith, arise today. Hỡi những con người của đức tin hãy được dậy lên ngày hôm nay, hãy được dứt dậy lên ngày hôm nay. Whatever the Lord has mandated you to do, you will do it with all your might, all your strength, with all your heart. Và tất cả những gì mà Chúa truyền bảo cho anh chị em cần phải làm thì anh chị sẽ làm điều đó với cả tấm lòng của mình, cả linh hồn của mình, cả trí khôn và cả sức lực của mình. In the mighty name of Jesus Christ our Lord. Và con cầu nguyện điều này nhân danh Chúa chúng con là Đức Chúa Jesus Christ. Amen. 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 Praise God. Yeah. Amen.